chào mọi người hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng annotation one to one vào trong spring để tạo mối quan hệ một một cho các thực thể như thế nào Thì chúng ta cùng đến phần uh, demo phần ví dụ thì ở phần này theo như thiết thì chúng ta sẽ có hai thực thể là user và red tức là một user chỉ có một địa chỉ thì ở phần user thực thể user thì chúng ta sẽ tạo các thuộc tính tương ứng cho nó như là uh, id id thì chúng ta sẽ tự động sẽ tạo là tự động tăng và bao gồm hai thuộc tính nữa là tên và số điện thoại. thì lưu ý ở trong cái phần user này này, thì chúng ta sẽ có thêm một đối tượng đối tượng của cái thực thể mà nó tham gia mà mối quan hệ một một chính là ở của chúng ta. thì theo như cái cách mà chúng ta chuyển đổi từ một cái sơ đồ thực thể sang cái dạng dạng hình các bảng á thì các mối quan hệ một một á thì chúng ta sẽ bỏ cái khóa bên phía tùy trọng sang phía bắt buộc, tức là khóa của bên cái phía mà địa chỉ sang bên của user đó thì em đây chúng ta sẽ tạo một đối tượng là red và cái khóa của chúng ta đặt á khóa mà chúng ta đặt á chính là red id đó và nó sẽ ham chiếu này referring column name tức là sẽ loại ham chiếu sang cái cái thực thể red đó ham chiếu sang ham chiếu sang với lại cái cái column lại đây này column id của red đó. Và cái phần Cascade On và Cascade Style trong ô này á thì cái phần này dùng để chúng ta tạo tức là khi chúng ta tạo một cái user thì địa chỉ của nó cũng sẽ được tạo theo tương ứng với cái mẫu lại mối quan hệ này đó. thì ở bên array của chúng ta cũng tương tự như vậy thì bên bên array theo như cái, cái cách chuyển đổi của chúng ta thì chúng ta sẽ không cần thêm một cái column nào hết ở trong đó nhưng mà ở trong server nhá thì chúng ta phải khai báo khai báo thêm một cái đối tượng là user vào đây để chúng ta cho biết rằng là à ở đang có quan hệ với lại bên user đó là quan hệ một một chúng ta cũng sẽ khai báo là one to one và chúng ta sẽ sử dụng là thuộc tính map by này để chúng ta sẽ khớp với lại cái đối tượng mà nó đang liên kết với lại bên user đó chính là đối tượng ở đây này đó tức là cái việc khai báo bên user thì chúng ta sẽ khai báo một đối tượng ở rate và bên ở cũng khai báo đối tượng là user nhưng mà đặc biệt là user thì chúng ta phải khai báo luôn là cái tên column nó sẽ được thêm vào trong cái cái bảng user này là Rage id và cái column hàm chiếu đến cái cái bảng ở rate chính là id này đó thì nó tương tự như trong database của chúng ta luôn ở trong database của chúng ta chúng ta sẽ cũng sẽ có hai bảng là user đấy này và cái khóa ở rate id này chính là cái khóa của, hàm chiếu đến cái khó ai đi ở bên bảng ở red đó, đó là cái cách tạo mối quan hệ một một ở trong Spring. À, thì ở đây mình sẽ thực hiện mình mình test luôn cái cho mối quan hệ một một này, thì mình sẽ tạo một cái demo đơn giản bằng cái Redis thì hiện tại mình tạo như thế nào? thì ở đây mình sẽ tạo hai cái phương thức, hai phương thức này, công thức đầu tiên là dùng để đăng ký cái user cùng với địa chỉ của nó vào trong database. đó, thì ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái đối tượng địa chỉ và địa chỉ này là ở đường Nguyễn Tất Thành và thành phố là Đà Nẵng đó và user của chúng ta sẽ là Nguyễn Văn A và có số điện thoại là tám thì chúng ta sẽ set cái địa chỉ luôn vào trong user này đó sẽ địa chỉ vào trong cái đối tượng user này địa chỉ mà chúng ta đã tạo trên là Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng á rồi thì và chúng ta sử dụng phương thức sai của user thì phương thức sai này thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức sai luôn của phần repository luôn này đó, một thức sai chúng ta sẽ sử dụng đơn giản thôi, truyền vào một cái đối tượng user và đăng ký nó vào trong database thôi, chứ không có gì nhiều. Rồi, thì sau khi mà đăng ký vào thì mình cũng tạo luôn một cái cái phương thức dùng để lấy ra thông tin của cái user được đăng ký vào á, thì ở đây trong database hiện tại của mình bây giờ chưa có uh, cái, cái 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 user nào hết á, thì nên người nào mà đăng ký đầu tiên vào sẽ là mai đây là một đó thì chúng ta tạo đơn giản là lấy ra cái thông tin của user bằng là file by id thôi đó. rồi thì chúng ta vào trong bút mình test thử luôn rồi thì bây giờ chúng ta cùng thực hiện đăng ký một user bởi postman thì chúng ta sẽ dùng get này đó và cái đường link này, như lúc nãy phương thức lúc nãy chúng ta tạo đó là register user chúng ta cùng thực hiện chạy rồi ok status 200 thì đã ok rồi thì bây giờ chúng ta cùng lấy cái cái uh, user đầu tiên ra thì có ai đi là một này chúng ta mặc ai ID là một và chúng ta cũng cũng lấy ra thông tin xem như thế nào đó thì thông uh, tin đã được lấy ra này đó thì uh, user này á chính là id một này đó là nghĩa văn A số điện thoại như chấm, lúc nãy chúng ta đã nhập và địa chỉ là đường nguyễn tất thành và city là đà nẵng được chưa thì chúng ta cùng vào xem cái dữ liệu trong database như thế nào rồi ở bảng user này, đó chúng ta có nghĩa bằng a, đây xuất hiện một cái cột array id là một này, nó nó sẽ map pin với lại cái array id ở bên bảng id ở bên bảng array đó, là một và được nghĩa thức hành đà nẵng, ok vậy thì cái cách chúng ta sử dụng One to one như vậy là đã ok rồi